Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở Áo Dài Bé và một số khách hàng thì mang những cái mẫu vải áo dài tới để hỏi xem là áo dài bé có hay không. Thì Áo Dài Bé sẽ tư vấn cho khách, nếu như có thì sẽ trả lời là có, còn nếu không thì sẽ tư vấn những cái sản phẩm khác phù hợp hơn. Và thưa quý cô chú anh chị, đối với những người phụ nữ Việt Nam đó thì cái tà áo dài góp phần làm tôn lên cái vẻ đẹp và truyền thống của người phụ nữ. Nếu như mà mình đi một số các cái quốc gia khác, ví dụ như là Thái Lan, họ có trang phục riêng của họ, Indonesia, Malaysia hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản thì họ đều có cái trang phục truyền thống của họ riêng. Còn Việt Nam thì cái tà áo dài luôn được các bà, các cô, các doanh nhân chính khách, những người phụ nữ sử dụng trong những cái sự kiện quan trọng. Và hôm nay thì Áo Dài Bé sẽ tiếp tục giới thiệu một số những cái dòng sản phẩm mới tới quý khán giả. Thì cho em gửi cái này đó. Hàng Thái Tấn Serum. Dạ, cho bé nói là bé đang đúng trên tay một cái này. Dạ. Thì cái dòng hàng này là của hàng Serum em ha. Thì chị đi đưa thẻ bài. Cái này là chưa có ủi nha. À, chưa có ủi, hàng mới giao ra. Cái này là đây là chị dùng là thẻ bài em nè. Nè, thẻ bài nè. Sản xuất năm 2024 là hàng mới ra tới nè. Dạ. Sản xuất 2024 nè. Hàng 4.264.000. Đây, cho quý vị coi luôn nhé. 4.264.000. Đấy, có mã có số. Bài rồi, năm sản xuất, mã sản xuất. Rồi, số lô bài. Thì bé nói núng dòng hàng trên này là hàng showroom của Thái Tấn, thì bé cũng vừa núng một cái bản này của là trong tháng 11 này là dằm ngày tức như 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, thì trong một tháng 11 này luôn là bên bé bán hàng showroom Thái Tấn giảm cho khách hàng 8% trên trên mẫu hàng của Thái Tấn showroom nha. Là những hàng mà có thẻ bài thì bé cũng nói rằng khách hàng mua xong cho bé xin cái thẻ bài lại để bé thâu lại, bé sẽ tính lại tức như phí giảm khách hàng 8% để bé sử dụng với công ty. Vâng. À, thì trừ 8% là cái nghĩa này là khi mà mua cái sản phẩm này thì bé sẽ thâu lại cái này thì sẽ được giảm giá 8%. Nhưng mà với điều kiện là chị sẽ thâu lại cái này, thâu cái này để chị thanh toán lại với công ty, đúng công ty, không? Đúng rồi. Dạ. Thì giảm 8%. Còn 8% là trong giữa công ty. Còn bé khách hàng mua áo dài này bé sẽ tặng cho một cái quần nữa, một cái quần xé hoặc quần thường. Vâng. À. Tức là sản phẩm này thì được mua vải may áo tặng vải may quần, và ngoài cái mức giá mà báo ở in ở trên sản phẩm, ví dụ như cái vừa rồi là 4.200.000+ đó. Đúng rồi. Thì sẽ được giảm giá là 8%. 8%. Rồi là 4832 có nghĩa là ví dụ giảm được giá được khoảng 300.000. Đúng rồi. Ví dụ như cái hồi nãy là 4.200.000 đi thì giảm 8%. Giá là còn 300 đi. Chứ. Đấy là 4.200.000+ mà. À, thì giờ bố tính 4 triệu đi. Rồi cho 4 triệu đi thì giảm giá 8%, 4832 là 320.000. À. Rồi cho 350 đi thì 4 triệu trừ 3 4 triệu 2 mà trừ 350 thì còn 3.9 cỡ đó. Đúng rồi. Điều hàng này là của hàng Thái Tấn hết nha. Nè. Dạ. Mã này có thẻ bài nè. Đây. Nè, giá tiền nè, 3.500.000+ đây nè. 3.528.000 nha các đó, bạn. Đó. Rồi, đây. Nó có điều có thẻ bài hết á. Đây là những cái sản phẩm vải áo dài Thái Tuấn cao cấp mắc tiền. Đúng rồi. Mà trong cái chương trình khuyến mại tháng 11 thì quý vị sẽ được giảm giá 8% trên cái giá niêm yết của Thái Tuấn. Nhưng mà khi mà quý vị mua cái sản phẩm này đó, để mà được giảm giá 8% thì Áo Dài Bé sẽ xin lại cái mạc đó để mình sẽ thanh toán lại với công ty. Nói chung là đòi lại. Đây là một cái mẫu hoa nhìn mẫu rất là dễ thương này quý vị này. Giống nhau không con? Tự nhiên hai áo treo mẫu luôn. Vâng. Đây mình sẽ coi cái mức giá nha, bởi vì đối với những cái dòng sản phẩm này các bạn nhìn này, nó phải có số mã số này. Có mã số này, có thẻ bài có này, thẻ này này. Đây là này là 3 triệu. Chị không thấy đường. 3.528.000. Không thấy đường luôn. Vâng, 3.528.000. Vải rất là đẹp nha các bạn. Hàng đẹp lắm.
Dòng hàng này là dòng hàng của showroom nha. Thái Tuấn showroom. Đây là hình cái cây tre này. Cây tre ở dưới là có con cá vàng về mặt trăng. Tượng trưng cho những cái này, những cái cô mà lớn tuổi để mang Tết cho em. Cá vàng. Mang Tết mấy cô lớn tuổi. Vậy Thái Tuấn thì nhìn là sang rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo đây quý vị nhìn này. Đây thì họ kết không phải là có đá. Có đá. Có đá nhưng mà in là mình nhìn từ bên ngoài mình cứ tưởng là đá nhé. Đây cũng có kết đá pha lê này. Đâu này, hàng này không có đồng giá đâu nha, nó đúng là giá chứ không có đồng giá em nha. Vâng. Mỗi một sản phẩm thì đều có một cái mã số khác nhau và có mức giá khác nhau. Nó có thẻ bài nó khác nhau hết. Đây mình sẽ coi tiếp cho quý vị xem. Sản phẩm này có mức giá là 5.178.000. Đúng rồi, cái đó là lúc mà 5.600 hay là 5 triệu nhiêu nó có giảm chị từ xuống á. Vâng. Ủa thế rồi giảm 8% lại từ lên giảm tiếp à? Bây giờ chị vẫn sẽ áp dụng 8% tiếp tục nữa. Tại vì giảm cái kia là giảm cho chị. Vâng. Đây, một mẫu tiếp theo này quý vị này. Vải Thái Tuấn thì chúng ta không có phải bàn cãi gì nữa rồi. Các cái ca sĩ của Thúy Nga Paris, của Asia, rồi những ca sĩ diễn viên ở hải ngoại đó, khi mà biểu diễn trên sân khấu, nếu như mà sử dụng trang phục áo dài đó, thì chắc chắn là họ lựa chọn vải áo dài Thái Tuấn rồi. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều cái nhà thiết kế khác nhau vải Thái Tuấn, nhưng mà rồi, con ướp này, con ví dụ như mình mua chừng 6 rồi triệu gì? Này thôi. Nhưng mà nhà thiết kế đó, họ thiết kế theo cái mẫu form của họ, rồi họ sẽ kết thêm một số những cái phụ liệu, phụ kiện vào nữa. Đây em giờ cho chị nói nè, hàng này, dòng này với dòng này là một dòng, một mẫu, nhưng mà chị lấy cái này về, chị ép thêm đá, thiết kế thêm thì tốn hơn 500 ngàn. Nhưng mà thì đây ví dụ nhá, bây giờ để coi cái này trước đi. Cái này để mình coi xem mức giá nhiêu này. Mức giá này là 3.528.000. Thôi đúng mình rồi. Tạm gọi là 3 triệu rưỡi đi. Rồi, thì cái này là 4 triệu này. Đây, cái này thì chị sẽ cộng thêm 500 ngàn. 500 ngàn tiền ép đá nữa này đúng quý vị này. Tại vì có nhiều khách hàng vô á, người thì thích có đá, người không thích có đá nha. Cho nên bé phải làm thêm cái này nữa. Đây cái 4 triệu thì quý vị nhìn thấy là như này, con đừng bóp như này. Nó thế này. Đấy, các cái viên đá nó làm lấp lánh. Nhưng mà chị như vậy, tại vì chị không có cộng vô mà chị cộng đây 500 ngàn chị... đây. Đây. Kế toán nhà đây cộng thêm 500 ngàn. Đó. Em cười chị. Vì 500 rồi. Ngàn thêm vậy đó. Nhưng mà vẫn được giảm 8% nha. Vâng. Trong tháng 11 này. Đây, một mẫu kế tiếp này. Hàng đẹp, xịn sò, sang trọng. Đắt tiền nhưng mà hàng đẹp. Đắt nhưng mà sắt ra miếng đúng nha. Đúng rồi, đẹp. Đây, một cái mẫu lập thể này quý lập vị thể. Này. Những cái bạn cao cao ấy, mặc cái mẫu này trông rất là dễ thương này. Mặc mà mình chụp hình, mình đi dạo phố đấy. Bữa có cái chị kia đòi đưa cái mẫu này ra cho chị để chị kể cho em cái áo này là đúng rồi, chị không đặt Thái Tuấn đâu. Vâng. Nhưng mà chỉ là thích mua, tôi mua áo này tôi mang đi Sương Minh Tuệ, tôi đi chùa. Cái lúc chị đặt Thái Tuấn xong chị không đặt cọc tiền, đến lúc làm xong rồi chờ điện chị trở Mỹ về Mỹ chị không lấy. Nhưng mà cái này là cao cấp này. Cái này là cao cấp, tức như cái áo này là Sương Minh Tuệ. Vâng. Tao mang đấy, tao đi chùa. Vâng. Nhà hàng này đắt tiền mà rút cuộc giờ ấy, chị làm xong khách hàng không kêu ra lấy. 4.615.000. 4.615.000. Cái này hàng đặt nó chỉ có một chiếc thôi nha quý vị, không có chiếc thứ hai. Sương Minh Tuệ đó. Đó. Rồi đây là hình những cái cành trúc này, rồi những cái cánh chim hạc bay lên. Cánh trúc thì tượng trưng cho người quân tử, còn cái cánh hạc thì tượng trưng cho cái sự thanh cao. Rồi con buông nó đi con. Rồi wow, cái mẫu này cũng đẹp quá các bạn. Đúng này. Rồi. Để coi mấy triệu nha. Nè. Mình phải cập nhật giá thôi. 4.175.000 nha quý vị. 4.175.000. Cái mẫu này quý vị nhìn này. Những cái gam màu
Intim. Hàng này hôm nay chị hàng đắt tiền mà trên 100 mẫu đó em. À. Đây lại một mẫu kế tiếp này các bạn. Trên 100 mẫu á. Ở phía dưới thì màu trắng, còn trên thì là màu xanh. Rồi những cái bông hoa. Rồi đây hoa hồng này. À, những cái hoa hồng này, cánh hoa người ta cũng đều có trang. Cái áo nào cũng có điều có thể bài đi theo hết á. Cô bác thích mẫu nào nhớ chụp hình lại dùm em nhé. Đó, nhớ chụp hình lại dùm em rồi gửi cho áo dài bé để được hưởng. Áo nào cũng có điều có thể bài đi theo hết nè. Đó, cái đó nhiều đấy chị. 3.615.000. 3.615.000. Cái mẫu này giống như là những cái người phụ nữ mà hướng về hoài cổ mặc rồi chụp hình rồi. Ngồi trong những cái căn biệt thự đấy các bạn. Tại vì đây chị không có cửa hàng. Cửa hàng chị nó nhỏ chứ rộng. Nếu chị trưng bày là nhiều lắm đó em, đẹp nhiều. Vâng. Mẫu đẹp lắm. Rồi lại một mẫu kế tiếp này quý vị này. Màu nhiều mẫu vàng. Mà kết hợp với những cái hoa văn là màu nâu, màu trắng. Gam trẻ, gam sang, mà nhưng mà dòng hàng Thái Tấn là gam sang là nhiều em ha. Dạ. Gam sang không à? Nó thuộc về gam sang. Đây, cái mẫu này cũng đẹp quá rồi, đẹp xuất sắc này, nổi quá này. Rồi, một mẫu tiếp này quý vị. Đây, cũng là những cái cảnh trúc này. Bên này nó giống như một cái hoa văn ngọc bội gì đấy của trong hoàng cung ấy. Mây miếc các kiểu. Nhìn trúc nhưng mà khác nhau hết, chứ không có giống nhau đâu. Tại vì bên Thái Tấn ra là gọi là mai ran cúc trúc mùa xuân thu, xuân hạ thu đông á. Dạ. Yeah. Phía dưới còn có những cái hoa sen cách điệu kế bên những cành trúc. Ừ. Còn này hoa sen có nhiều cô vô kiếm hàng Thái Tấn cao cấp xây hoa sen. Ngày hôm nay có hoa tơ sen của Thái Tấn cao cấp nè. Tại chị không dám vô hoa sen hàng đắt tiền. Vâng. Mà nay chị cũng nhìn có vô vài áo cho mấy cô đấy. Không có chê để cái gì cả nhá. Đây chị lấy hàng thêm. Cái hàng nhiều lắm đấy em ơi. Áo này mình mặc, mình bước đi các bạn là nó tỏa ra một cái mùi hương. Cái hương thơm. Đó. Nói là Thái Tuấn họ rất là cầu kỳ, cũng không phải là bỗng dưng mà tại sao nó lại mắc. Cái loại 300 ngàn thì giá thì nó khác, mà 3 mình triệu thì giá là nó khác. Mình đi là mình tỏa ra một cái hương thơm á. Dạ. Đó. Cái mùi ngộ lắm em, nó thơm lắm em. Dạ. Em ngửi coi nè. Ừ. Nó thơm, cái mùi lạ lắm. Mùi đặc biệt lắm. Mùi đặc biệt lắm. Cái này mà nói chung là áo đã thơm rồi mà mình mà thấy cái cô người mẫu mặc mà lại được ngửi cô người mẫu nữa thì càng thơm. Cái mùi nó hương thơm ngộ lắm, hương thơm nó đặc trưng lắm. Nhất là những cái cô mà hoa hậu, á hậu mặc những chiếc áo này vào. Mà nếu mà giả sử mà cô đứng ở góc ngã tư đường ở phố Nguyễn Huệ chẳng hạn, xong rồi kêu mọi người đi qua ngửi thì chắc là nhiều người xếp hàng. Đẹp thiệt. Đây một mẫu kế tiếp này quý vị này. Đó. Đấy, ở giữa là cái viên đá chủ này, ở xung quanh này. Màu sắc rất là tươi nhé. Đây là hoa tulip này quý vị này. Đây, lại một mẫu tiếp theo quý vị nhìn này. Đây là bông hoa lan. Đó. Khi mà mình lựa được cái mẫu vải áo thì áo dài bé sẽ lựa cái mẫu quần tương ứng phù hợp cho mình nhé. Đây là một cái mẫu hoa sen này. Mấy cô mua hàng này xong rồi là chỉ lựa áo thôi. Còn vâng. Quần là bên áo dài bé lựa cho mấy cô vừa ý xong, không phải trả tiền nữa. Vâng. Là có áo, có mua áo là đã có quần rồi. Còn nếu không lấy quần là bên bé, áo dài bé cũng không có trừ tiền, dòng riêng lấy dòng hàng này. Vâng.
Đây, mẫu hoa, xin lỗi, mẫu những cái cây trúc này. Ở dưới là hoa văn như kiểu cung đình, các nàng tiên ở trên trời ấy. Đúng, người ta nói một câu là người đẹp vì lụa. Đây, cái mẫu hoa văn này nhìn như là cảnh núi rừng này các bạn này. Rất là có chiều sâu nhé. Giống như là phụ nữ là những cái kho tàng gì bí ẩn ấy mà chúng ta phải khám phá. Nè, lại một mẫu tiếp theo này. À, hoa cỏ, cây hoa lá, những cái cánh chim hạc, rồi dòng suối. Đó, uốn lượn. Hàng thơm ghê luôn đó. À. Rồi, một cái mẫu kế tiếp này. Đấy, phía dưới các bạn nhìn giống như là mây, những cái đám mây, rồi hoa. Đây, mình sẽ coi thử cái mẫu này nhiêu tiền nhé quý vị. Sản phẩm này có mức giá là 5.980.000. 5.980.000. Rồi, một mẫu kế tiếp. Đây là mai trúc mai nha em nè. Nó có bộ sưu tập trúc mai. Cái này mai gọi là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã. Nó có tứ quý thì tùng cúc trúc mai, hoặc là mai lan cúc trúc. Thanh mai trúc mã. Đây, mai đây các bạn nhé. Đây, trúc đây nhé. Thanh mai đây, trúc mã đây. Nó có ra đủ hết á. Nói chung là khi mà cái người họ thiết kế ra thì cũng có những cái ý tưởng, nhưng mà mình cũng không có biết hết để mà mình đọc được cái ý tưởng của họ. Đúng ra là nhà thiết kế đó, nếu mà họ thiết kế ra mẫu này, sau đó họ phải... Wow, cái mẫu này, cái này là long phụng gì đây ta? Long quy phụng hả? Phải không? Cái đầu là con rồng rồi đó. Và mà cái mình là con phụng. Long quy phụng đúng không? Hơi bị khó hình dung, chắc là phải ngắm người đẹp một lúc nữa thì mới nhận ra. Cái bộ này với bộ này cũng một sưu tập nè. Hơi khác một xíu. Ý là một cái bộ sưu tập mới là bao nhiêu con đó. Bộ sưu tập của nó đó em. Mà chị không biết bao nhiêu con đó. Nó có một bộ đi dài nhau 12 áo luôn. Hoa văn đó. Cái này cũng đẹp quá trời á. Ai mà thích cái hơi hướng hoài cổ á. Ví dụ mình chụp, mình đi đình, đi chùa, đi đám cưới. Nó đâu một, nó ra một bộ 12 áo, 12 loại con như vậy. À, 12 con giáp hả chị? À, 12 cái đó. Nè, em thấy không? Nó ra 12 cái như vậy mà chị không hiểu nó ra cái gì. Có nói mà chị nói xong chị quên mất tiêu. Ở đây nữa này. À. Đẹp quá, ưng quá, thích quá, muốn mua quá. Nè. Năm triệu chín trăm năm mươi ngàn. Vải này còn kháng khuẩn nhé. Ô sao cái vải này nó dày thế? Nó dày, nó hàng mùa hè, mùa đông á. Đẹp quá. Đúng rồi. Nó dày, nó nặng quá trời luôn á. Rồi đây, mẫu này thì gần giống như hồi nãy rồi. Phía dưới là một con cá vàng này, màu trắng. Cái đấy nó gọi là cái gì, ngư ông cái gì đấy. Nó theo như cái tranh Trung Quốc mình cũng không có rõ, quên mất cái tên nữa rồi. Rồi, mẫu tiếp này. Hoa có sen. Có nhiều mẫu gì bé thấy có hai áo là nó coi như. Hồi nãy có một cô là cô ấy cũng là thợ may mà cô tới đây cô tính là mua vải, thì cô nói là không biết sao mà rất nhiều người tới mua vải ở áo dài bé mà toàn nước ngoài về mua sau đó đưa cho cô may. Thì cô cũng tới đây, cô cũng lựa một số mẫu để may và bán trong cái dịp Tết. Nè, một mẫu khác này. Cái hoa này thì mình không biết hoa gì luôn đó. Hoa gì ấy chị? Chị không biết đó em ơi. Nhiều này, hoa ai biết quá. Đây là hoa gì? Nói cho em biết hoa đó. Nè. Biết hoa gì nữa. Cái vải này rất là, nó cũng khá là dày nhá. Vải này chất liệu khá là dày mà nổi
nhìn như là vân 3D nổi hẳn lên. Đẹp. Rồi, mẫu hoa này, cái bông hoa bự. À, những cái dòng sản phẩm này có mức giá từ 3 triệu 100 ngàn cho tới 6 triệu đồng nha quý vị, 5 triệu 950 ngàn. Đây, mẫu này thì có mức giá là 5 triệu 178 ngàn. Đương nhiên là mẫu này thì chưa có giảm 8% nhé. 8% và được tặng quần nữa. Đây, một cái mẫu này là một cái bức tranh phong cảnh này. À, có ba cái cây, rồi bên trên cùng thì có mặt trăng, ở dưới thì nước. Rồi, ai mà thích cái gam màu nhẹ nhàng này thì cái màu này. Màu sinh ngọc ấy mà, nhẹ nhàng. Rồi, một mẫu tiếp theo quý vị này. Trông nhìn rất là đơn giản. Ở đây là đủ màu, đủ loại cho cô chú lựa hàng. À, có khoảng trên 100 cái mẫu những cái vải áo dài cao cấp này nha quý vị. Quý vị có thể mua để mình mặc Tết. Mình có cũng không cần là phải mua tất cả các cái áo dài mắc tiền đâu. Có thể mua cái 5-6 triệu, có thể mua cái 1-2 triệu, vài trăm ngàn cũng có, để cho cái bộ sưu tập áo dài của mình nó phong phú. Cái dòng hàng này năm nay chị vô trên 1 tỷ đồng tiền hàng á. À. Để chị bán mùa Tết á, mùa 20 tháng 11 và mùa Tết. Dạ. Đó, chị nói không nói dối xíu, chị đẩy xe ra cho em coi. Vâng. Trên 1 tỷ tiền hàng á. Tiền hàng về cái dòng này không em nha. Vâng, cái đặc điểm của vải áo dài Thái Tuấn đó các bạn là nhìn trông nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, và cái chất liệu của nó khi mình sờ thực tế đấy, rồi mình nhìn ấy, nó có một cái sự khác biệt rất là lạ kỳ. Đây, cái mẫu này thì cũng gần giống như mẫu hồi nãy này các bạn này. Đây, có phải đầu con rồng, mắt con rồng đâu ta? Mây này chỉ có rồng mới ở trên mây thôi các bạn. Trời, cái đấy đây, mình coi cái mức giá. Mức giá này 5 triệu 980 ngàn nhé. Và đúng vải áo dài Thái Tuấn á, các bạn coi thì nó sẽ có cái mã số in hẳn ở trên sản phẩm. Rồi có thẻ bài. Đấy, và có cái thẻ bài này này, đó. Đấy, vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe nhé. Và Thái Tuấn thì đối với áo dài các bạn biết là rất là nổi tiếng rồi. Họ có thể nói là trùm áo dài. Ngày xưa thì còn có cái thương hiệu vải áo dài Khải Siêu, nhưng mà Khải Siêu thì chìm rồi. Đúng rồi. Cái dòng hàng này là 3 triệu rưỡi em nha. 3 triệu 500 ngàn. Đây là một cánh hồng phai này. Đúng rồi. 3 triệu rưỡi. Điều là được trong tháng 11 này giảm 5% hết. Dạ. À quên, 8%. 8% nha quý vị. Hết chưa? Dạ. Chị cứ coi đi chị ơi. Dạ. Vô coi đi chị. Đây, cái này thì nó có cái sợi dạng như là tơ kim tuyến này quý vị này. Từ dọc từ trên xuống dưới. Sản phẩm này có mức giá là 3 triệu 500 ngàn thôi. Đây, có những cái đá, viên đá pha lê. Nhưng mà đà hàng này là vừa có tại trước và vừa có tại sau em nha. Dạ. Chứ nhiều lúc khách hàng đi mua như hàng của Thái Tuấn mà lúc mà hàng sale ra chợ thị trường á, là không có tại sao mà cái sợi nó không đẹp bằng hàng showroom. Vâng. Tà trước tà sau đều có. Tà trước và tà sau đều có ép đá nhé quý vị. Cái này gọi là tơ tằm rút sợi. Ba triệu 500 ngàn. Mua vải may áo được tặng vải may quần. Rồi, một mẫu kế tiếp này quý vị này. Những cái bông hoa giống như là hoa lan rừng ấy. Treo leo trên vách đá. Đó, nhưng mà đây thì họ thể hiện ở trên áo dài. Ba triệu 500 ngàn.
Rồi đây một mẫu kế tiếp. Wow. Cái này giống như là lá sen ấy nhỉ? Bông cái gì cũng không phải sen nữa mà nó cái lá gần gần giống như lá đúng sen. Ờ đây, cái mức cái này cũng là 3.500.000 nha quý vị. Vải đây này, các bạn nhìn đây này. Ghi chữ Thái Tuấn Healthcare Premium. Còn cái này là 3 triệu nè. À, 3 triệu. Cái này ba mẫu này 3 triệu nè. Có mẫu 3 triệu, mẫu hoa sen này. Đây là cái mức giá nó cũng rất là khác biệt nhé. Giá tùm lum hết á. Không phải cái nào cũng cùng một mức giá đâu quý vị. À, đặt điểm nè nha, tại sau nè. Dạ. Tại trước nè. Mà... Để con ướm này, ướm tại trước, tại sau cho chú coi với con là gì đấy nè. Nè, tại trước nè em nè. Rồi con đưa tài, con ướm tài trước xong con đưa tài sau cho chú coi. Vâng, đây là tài trước này quý vị này. Cho chị qua. Vâng, bạn quay tài sau đi. Cái áo này nó dư hai áo rồi. Cái tài sau á thì thứ nhất là cái bông, bông người ta làm nó nhỏ hơn một chút nha quý vị. Đấy, và cái số lượng đá ép ấy nó cũng ít hơn một chút. Đó, nhưng mà có cả hai tài và đây đều những cái sợi tơ kim tuyến này. Đó, sờ vào cái này nó cái vải nó rất là mỏng mảnh nhưng mà nó không có bị mình ý là mình không có phải là thêm một lớp lót nữa. Mình không cần phải thêm lót nữa. Rồi một mẫu kế tiếp. Ở phía trước ngực là trơn này. À, phía dưới là có cái bông để Tuấn Dưỡng coi mức giá nhé. Có thể bài đây. Nhé. À, cái này là 4.175.000. Và quý vị cứ nhớ dùm em là đối với những cái vải cao cấp ấy, thì đều có mã số ở bên hông. Và cái mã số này ấy, là phải in trực tiếp lên nhé. Chứ không phải là dán make hoặc là giống như là người ta in phụ. Dạng như là khi có xong người ta mới in mà phải chính Thái Tuấn in. Rồi một mẫu kế tiếp. Tới đây thì cái mẫu hoa sen. Đó, phía dưới là những cái gam màu giống như là cái tranh của nghệ sĩ Bùi Xuân Phái ấy. Họ vẽ bằng cái tranh sơn dầu. Rồi một mẫu kế tiếp. Nhỏ đó, chị không có chỗ trưng bày á em. Cho nên mình cứ chất chồng nhau á, mình không thấy có giá trị. Chứ còn nếu mà chị có mà mạch tiền nó rộng á, chị trưng bày rất là đẹp. Vâng, cái này do là mình không có đủ mặt bằng để mình trưng. Mặt bằng nó nhỏ quá. Và dự kiến là trong tương lai áo dài bé sẽ có một cái địa điểm đẹp hơn và trưng bày được nhiều mẫu hơn để phục vụ quý cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cứ ủng hộ áo dài bé thì áo dài bé sẽ báo tin quan trọng vào những cái thời điểm phù hợp. Đó, quý vị. Cái áo này áo đẹp lắm. Vâng. Nó có những cái này là những cái vận mây đó các bạn. Cô Hà thích may mấy dòng hàng này lắm. Dạ. Cô Hà đó, cái người ta xấu gì xấu may lên cái dòng hàng này cũng đẹp. Vâng. Cô Hà thích lắm. Một cái hay ấy, các bạn là họ in lên ấy, nhưng mà mình giặt nó không bị phai màu là một này. Cái thứ hai là in mà nó nổi hẳn lên, màu sắc thì rất là sắc nét. Nó không có bị lem màu. Đó, ở phía trên là những cái gam màu xanh, rồi hoa văn. Đó. Đẹp đẹp muốn chết. Rồi đây nữa quý vị này. Đó, ở này phía dưới là một cái hai cái bông hoa lớn rồi những cái bông hoa nhỏ, ở phía trước ngực là trơn luôn. Để Tuấn Dương sẽ cập nhật cái giá sản phẩm cho quý vị coi nhé. Dòng hàng đắt tiền cho ra ngoài này. Đây. Mức giá là 3.500.000, vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe và có mã số này quý vị này. Đó.
những cái viên đá nó ánh chiếu lên nhìn rất là đẹp và chắc chắn nhé. Là con liền hứa con. Hàng đắt tiền nhưng mà ướt mỏi tay em nha. Vâng. Đây mẫu này, quý vị nhìn đây là có vẻ đây như là hai con chim hạc nó đang giao tiếp với nhau. Đó, còn kế trên là cái cây tùng. Đúng rồi. Đây là một mẫu khác, những cái bông hoa, một chùm hoa. Phía trước ngực là trơn, còn ở phía dưới tà đó các bạn là những cái bông hoa rồi. Thằng thơm ghê luôn. Những cái viên đá pha lê. Sao là hay quá em ha, cái mùi thơm quá ha. Vâng. Mùi thơm nó tỏa ra. Cũng không biết tả nó như thế nào nha quý vị. Đây hoa sen này, sen trắng này. Nó giống như kiểu nó thơm cái mùi gỗ ấy. Đúng rồi. Cái kiểu nó như thế. Ủa, gỗ mà họ... gỗ gì vậy? Gỗ chầm không em? Vâng. Đấy, cứ các bạn ơi, mình cứ giống như chầm mình cứ trà vào nhau cái này này. Đấy, xong mình ngửi được. Là nó đúng là cái mùi gỗ chầm ấy. À, giống mùi gỗ chầm á. Này bạn nào mà có bạn gái, may cho bạn gái cứ gục đầu vào ngửi hít hà. Ghiền. Ghiền luôn á. Ghiền. Đúng là cái vải ngọc nó may chân cái. Thưa các bạn là nếu mà mình phải, hồi nãy là mình nói nó chưa có hết ý. Nếu mà các bạn nghĩ rằng là cái giá trị cái sản phẩm nó nằm ở đâu thì khi mà mình cọ sát như thế này, tức là khi mà mình đi ấy, hoặc là nó cọ sát với cái cơ thể người ấy, thì nó tỏa ra cái mùi hương, cái mùi thơm đó, nên là cái giá trị nó còn nằm ở đây nữa. Nên tại sao mà mọi người nói là nó đắt, đắt thì nó cũng có cái nó có những cái tính năng tác dụng mà những cái sản phẩm rẻ không có. 4.175.000. Đây mình thử cái này đi xem nào. Đắt thơm. Má ơi, cái này không thấy mùi gì. Không, gì. Tiền nào của đó. Các bạn cứ tới thử đi. Vải mà có mùi thơm, mà khi mà mặc vào mà nó lại mùi thơm mà có cái sự cọ sát giữa da người và vải á, thì nó lại thơm. Đấy là không, đây là một cái công nghệ độc quyền mà. Giờ chị mới hiểu tại sao mấy người ca sĩ mình đi qua người ta nghe cái mùi thơm, không phải là mùi nước hoa đâu em. Nếu mà mùi nước hoa có thể em xịt bao nhiêu tiếng rồi nó hết thơm đúng không? Mà cái mùi này mùi chất liệu giải nó làm cho tỏa thơm. Lúc nào nó cũng vẫn thơm. Cái này các bạn cứ tới đi để các bạn trải nghiệm mới thấy được cái sự cao cấp và cái sự tinh tế trong cái áo dài. Chứ nếu như mà bây giờ mình nói không có tin đâu. YouTube nó không có thể hiện được cái mùi thơm. Chỉ thể hiện được màu sắc này, âm thanh hoặc là hình dáng và các bạn dễ hình dung nó sao sao thôi, chứ còn cái mùi là mình không thể cảm nhận được bằng cái hình ảnh mà Tuấn Dương tả. Thì cô bác anh chị nếu có dịp ấy, thì cứ lại đây mình thử, mình xoa xoa cái vải vào với nhau đây để xem cái mùi thơm của từng cái nó có khác nhau không nhá. Đây này. Bắt đầu treo. Còn cái mùi đây thơm chút nhẹ nhẹ như là mùi thơm của trầm ấy các bạn. Nó giống mùi trầm á đúng không em? Giống mùi trầm, nhẹ nhẹ giống mùi trầm. Mình nói không có nói dối luôn á. Nào chị phải hỏi thử là bây giờ cái công nghệ làm nào để bây giờ cái này là ướp hương hay là làm nào? Không, tao nói là nếu mà xài em rách rồi bánh mà còn nghe mùi thơm. À. Chị có hỏi là rồi. Cái công nghệ độc quyền. Nếu mà cái giải mà là thậm chí mà em xài mà hư cũ rồi bánh nghe mùi thơm mà nhất là treo trong tủ áo quần á, những cái khác nó lây theo mùi thơm luôn. Đó, nó đắt là đắt ở cái đó đó nha quý vị. Nó đắt là đắt ở cái mùi hương. Đắt chứ không phải là cái xịt cái nước hoa vô mà nó thơm đâu em. Vâng. Chị cũng có hỏi rồi, chị có thắc mắc rồi. Vâng. Mấy bạn nói là bởi vậy người ta mới lấy tiền được của chị cái áo mấy triệu chứ chị. Nên là quý vị cứ yên tâm là mình có thể mua lầm chứ cái người bán và cái công ty ấy, họ không có lầm đâu. Họ chế ra những cái công nghệ này nó phục vụ cuộc sống. Thay vì ví dụ như bây giờ mình phải mua một lọ lan căm hoặc là gì Chanel hay là nước hoa Pháp, nước hoa Ý gì đó, mình sức vô thì một xíu nó mùi nó bay đi. Nó cũng bay đi. Nhưng mà cái này nó cứ ở cái áo hoài à. Đấy, người ta nói là đến khi mà cái áo dài mình mặc nó rách rồi ấy, nó vẫn còn cái mùi thơm. Đó. Thì bây giờ ví dụ các bạn nghĩ đi, cái này giả sử một chai nước hoa mình mua là 200 đô. Đó, thì mình sức, ví dụ nó cũng chỉ được một thời gian thôi rồi nó hết. Mà đây chưa tới 200 đô mà có một bộ áo dài mà tỏa ra cái mùi hương
trầm rất là quyến rũ nha. Nè, nhìn đẹp quá. Có cái bạn kia nói chị mỗi lần em may cái hàng dòng hàng này em lấy về em bỏ trong tủ áo quần em á. Lấy cái giải dụng đó em. Dạ. Bỏ vô trong tủ áo quần á, tự nhiên những cái bộ đồ khác nó có nghe cái mùi. Đúng rồi, chắc là hôm nào cứ phải sang nói cô Hà là xin cô, giải dụng cắt không? Mấy cái này đăng ký. Mang về mình lót ở tủ đi cho nó thơm. À, nghe mùi thơm, con tủ nó nghe mùi thơm con. À. Hoặc là lót vào gối đêm đêm đầu cọ vào ngửi. Mình nói lúc ra trên YouTube ta nói mình nổ đúng không em? Thật sự luôn á. Không, để hôm nào Tuấn Dương sẽ nói chị Hà là chị mà cắt những cái này thì phải vụn chị cứ bỏ ra cho em. Em đăng ký xin một mớ em về làm cái gối. Đêm ngủ em gối đầu em dụi vào cho mùi nó tỏa lên cho dễ ngủ quá. Mùi trầm các bạn thì mùi cũng rất là dễ chịu. Mà cái này cái hương là nó thoang thoảng. Thắm coi đẩy chiếc xe hàng đắt tiền ra em chị Thắm. Đẩy chiếc xe đắt tiền ra để nói chuyện. Đúng là công nghệ độc quyền của Thái Tuấn mà cái hàng cao cấp mới có. Nãy giờ bao nhiêu phút rồi em? Dạ. Bao nhiêu phút rồi? Dạ 36 phút ạ. Đó dòng hàng đắt tiền đó mà vâng. Nhiều vậy đó. Đấy. Đây chưa hết đâu quý vị ơi, đây. Vẫn còn đây này, nguyên một mớ này chưa có ướm này để phục vụ cho quý cô chú anh chị mình có nhu cầu. Đây mình sẽ đếm thử nha, từ từ đã. Chị bé sẽ ướm và mình sẽ đếm thử trong đó là có bao nhiêu. Bây giờ các bạn thử tính đi, 1, 2, 3, 4, 4, 4 cái chồng này. Mỗi một chồng mình đoán chừng khoảng 50 áo thôi, là cỡ 200 áo. Mình đoán thế thôi mà chưa biết có đúng không, lát xíu mình đếm tiếp. Bé không nói là tại vì mùa Tết này chị vô mùa 20 tháng 11 này nè. Vâng. Chị vô trên 1 tỷ đồng tiền hàng, chị nói không biết. Ấy. Vâng. Mà tại chị vô sao để chị dành chị để bán 20 tháng 11. Bé nói là nói thật sự chứ không phải là nổ. Vâng. Cho nên là bao nhiêu tiền nó là để vô đây hết, thậm chí giờ chị ra đường có nhiều lúc chị không còn một đồng trong túi nữa. Ôi trời ơi. Nhưng mà chị vẫn thích vô hàng. Dạ. Cho nên mà bé cũng nói rằng cô chú thích mua yêu áo dài tới ủng hộ cho bé với. Dạ. Tại vì bé rất là thích yêu áo dài lắm. Vâng. À, thích buôn bán tại vì cái sở thích của mình á. Vâng. Đó, ai có ai mà buôn bán mà giống như mình mà vô hàng. Hàng cao cấp mà lại. Giờ chị đếm thử nha. Vâng, đếm thử một hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 thôi, mình cứ tính khoảng 50 đi. 50 đấy là 50 200 là 200 cái. À. Mà 200 cái này là chưa có ướm nha các bạn. Còn 200 hồi... cái chưa ướm mà em cứ nghĩ là một cái cứ đổ đồng 3-4 triệu, 3-4 triệu em thấy không? Vâng. Đó, số lượng chị trên một, vô trên 1 tỷ. Như vậy là cô bác anh chị hoàn toàn là có thể yên tâm. Tới đây là có rất nhiều mẫu và nhiều đối mẫu với mà. Những cái mẫu cao cấp đó, là họ sản xuất không có đụng hàng, nhiều khi chỉ có một cái thôi. Bé không có nổ với khách hàng đâu, như bé nói thật luôn đó. Nhiều lúc trong túi không có đồng đồng nữa. Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mình mua cái vải của Thái Tuấn này, mình có nhu cầu xuất hóa đơn đó, là chị bé sẽ yêu cầu công ty xuất hóa đơn cho quý vị nhé. Với là bé cũng nói rằng là hàng đây bé mua hàng Thái Tuấn là bé có đóng thuế rồi nha, đóng thuế 8%. Vâng. À, chị đóng thuế rồi. Yeah. Tất nhiên là chị mua hàng chị phải có hóa đơn. Vâng. Thì đóng là xích là 8%. Tất nhiên là chị đã đóng thuế hết luôn rồi, chị không có trốn thuế. Cái hàng bé là tuyệt đối là không bao giờ trốn thuế. Hy vọng là cô bác anh chị sẽ lựa cho mình được những cái mẫu vải áo dài Thái Tuấn cao cấp để mặc trong những cái sự kiện quan trọng và mặc trong cái dịp Tết. Nếu mà có thời gian thì Tuấn Dương và chị bé sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái mẫu khác trong những video tiếp theo. Rồi cảm ơn chị bé nhá. Chúc chị nhiều sức khỏe. Nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ.